thưa ngài xá lợi tử nếu đại bồ tát nghe nói tướng chân như chẳng thể nắm bắt được của các pháp như thế tâm họ chẳng kinh chẳng sợ chẳng hãi chẳng nghi chẳng hối chẳng thối chẳng chìm thì đại bồ tát ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lúc bấy giờ phật bảo cụ thọ thiện hiện này thiện hiện hay thay hay thay ông nay có thể vì các đại bồ tát mà nói pháp yếu những điều ông nói đều là do oai thần của Như Lai gia bị chẳng phải tự lực của ông này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đối với tướng chân như chẳng thể nắm bắt được của các pháp, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, biết tướng không sai biệt của tất cả pháp, nghe nói tướng chân như chẳng thể nắm bắt được của các pháp như thế, tâm họ chẳng kinh chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng nghi, chẳng hối, chẳng thối, chẳng chìm, thì đại Bồ Tát ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lúc bấy giờ xá lợi tử bạch phật bạch thế tôn nếu đại bồ tát thành tựu pháp này thì có mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chăng phật dạy này xá lợi tử đúng vậy đúng vậy nếu đại bồ tát thành tựu pháp này thì mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác